Đầu máu xong, giáp 4 xong, mà lại là chim sẻ nắng cầm cùng rờ. Các bạn mà phù thủy trong tay sẻ nó có cái độ ảo ma. Đây là một tình huống mà Xavi và đấu thẳng luôn dành cho game thủ chim sẻ. Egypt. Không biết quân bên kia là gì. Xin phép anh em cho tôi va. Xin phép anh em cho tôi va. Ok, va mà. Va để xem quân. Egypt vào cái gì đấy? Egypt pan tiếp à? Egypt pan anh em ạ. Bên kia hôm nay lắm pan thế. Mà con pan mấy ngày hôm nay nổ nhiều. Egypt pan một kèo hay gặp trong đánh solo random. Egypt pan. Cảm giác anh em like vẫn chưa mạnh nhờ. Toàn thấy mười mấy nghìn người xem mà không được 3.000 like. Nó hoàn toàn free anh em ơi. Một lượt like dành cho live stream trên fanpage Cơm Canh Cà. Anh em có thể theo dõi qua kênh YouTube, kênh YouTube của Game TV và làm chuyên làm các giải đấu, đó chính là kênh YouTube Việt Nam Game TV. Anh em có thể theo dõi bên fanpage Game TV giải đấu tháo tay của hai anh em bên Phủi. Đó là ba cái luồng live stream chính và là độc quyền tới từ ba tổ chức giải. Còn các fanpage khác, các kênh khác mà có like thì chứng tỏ là lấy lại cái màn hình live stream của bên phía ba tổ chức để mà like. Nó gọi là linh lậu đấy. Làm lậu, người ta đi copy về để người thì người ta làm. Rất mong khán giả không ủng hộ cho những cái page lậu đó. Ủng hộ cho những cái fanpage chính thức của ban tổ chức giải. Ủng hộ cho game thủ. Vâng, bài có quả phụ, lùa được bầy hiêu 4 về. Nhưng là con Pan nó có lợi thế về mặt ép đời, chủ động đánh ở thời điểm đầu. Trận này thì nếu như bài Egypt đẹp thì nó sẽ dễ đánh hơn cái thế trận mà đối đầu với cả con như trận trước mình cầm Rome. Con phù Egypt nó ảo hơn, bắt người cầm Pan phải bắn phù khéo hơn. Điều con lạc đà và xin các bạn điều con cung R và cái con sọc đơn phải khéo để ăn phù. Và Egypt có thể đưa được về thế lâu dài thì các bạn biết rồi, sức mạnh của nó cũng rất ghê. Thêm hai voi rồi, bài đã đủ dành cho game thủ chim sẻ. Rồi về đúng thời điểm hiểu hết, rất chuẩn chỉ. 26 dân kích đời 755 dập gần dập như cái máy. Vâng, tỷ số đang là 7-4 cho ngày thi đấu thứ 3 của giải đấu AOE Đế Vương mùa thứ 2. Trong một kèo có chạm 9 thôi, nhưng hôm nay anh em phủ đánh lỗi quá, đánh lỗi nhiều quá. Ngày đầu anh em đánh không lỗi mấy. Ngày đầu anh em gần như đánh không có lỗi. Sẽ có trận highlight ở trận chung kết thắng 9-8. Ngày hôm qua thì anh em đen hơn thì anh em vẫn phải chịu. Nhưng ngày hôm nay tôi đây cảm giác anh em đánh lỗi. Ngày hôm nay thì lỗi. Lỗi mấy trận. Yếu, gọi là đánh yếu. Đánh hơi yếu. Thành ra là thua. Vâng, ban bên kia có 10% thôi. Cần phải thắng đấy. Cần phải cố gắng thắng trong ngày hôm nay. Hoặc thua tối thiểu thì cửa nó vẫn còn. Thì trước ngày hôm nay tổng điểm đang là khoảng cách là 5 điểm. Ngày hôm nay mà chúng ta thua tối thiểu
thì khoảng cách nó chỉ là 6 điểm thôi. Thì vẫn còn 2 ngày cuối để gỡ. Chứ bây giờ đánh 3 ngày mà ông thua đến tận mười mấy điểm thì gỡ vào mắt rồi. Còn có 2 ngày thi đấu nữa thôi. Ngày mai thì 2K1 sẽ cặp với một thành viên của team Hà Đông. Còn ngày kia thì sẽ cặp với cả một thành viên của team Bắc Ninh. Cảm giác nó hơi xấu cái bãi vàng. FD thì ok rồi, cảm giác bãi vàng hơi xấu và cho 5 dân ăn vàng, chứng tỏ có định đánh 2 phủ. Nhiều năng đánh 2 phủ. Một P đang đánh thủ, câu thời gian về dài hơi, kích bánh xe, cứ thủ thôi, chơi phù ảo. Bên kia chưa làm gì được, không được đâu, không ăn tươi nuốt sống được người ta đâu. Phù thủy trong tay xẻ nó vẫn là một cái gì đấy ngay, không phải đơn giản nữa mà vẫn hở kìa. Vâng, bò ba cái em mới kín. Rồi, cái mặt này là ok. Đánh đua phát triển à. Bên kia một lạc đà, một giò vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Mình xin, mình, ơ kìa. Không được. Con giò đã bây giờ tạm thời vượt qua được thời điểm đầu. Pan chẳng làm được cái gì Egypt cả. Con Pan là con có lợi thế về ép đời sớm, lên đời là làm 4-5 dân của Egypt, sau đó là về chuyển cung thì lúc đấy là nó khá là lợi thế rồi, nhưng bây giờ thì không có lợi thế gì. Và luôn nhớ rằng là sẻ đang cho rất nhiều dân ăn vàng, 5-6 dân ăn vàng. Rồi này phải có giáp vâng, bắn được một con phù thủy khá nhờ. Bắn trộm được một con phù nhưng mà sẻ vẫn đang giữ được 2 phù. Giờ là hỗn mã tới từ Egypt kẹp phù. Quan trọng là phù trên này thắng hay không nhờ phù. Vì là hỗn mã của bạn có thể ít hơn nhưng mà bạn phù được những con lạc đà, bạn quay lại trả sát thương. Thắng thua nhờ phù hết. Cái kèo Rome và Pan hay là cái kèo Egypt Pan đều phải là chơi phù rất hay thì mới được. Các bạn chơi phù lở phát toang ngay. Bạn bè đang thiêu. Không thiêu được đâu vì sẻ đang đánh thủ toàn tập. Bạn muốn thiêu cung R vào để ăn phù của đối phương thì không dễ. Vừa là thiêu 2 con cung R, một con sọc đơn, một con ngựa giò, đổi lại được một con phù. Vậy là bên sẻ vẫn lãi. Sẻ kích chặt gỗ 2. Để đến cái tầm ngoài phút thi đấu thứ 20 thì biết mặt nhau ngay. Mong rằng là anh em để lại cho live stream một lượt like nha mọi người ơi. Cảm giác like vẫn ít quá nhở. 15.000 người xem mà có được có 2.800 like. Chắc cái nút like của anh em hỏng hay sao ấy chứ. 47/56. Các bạn cứ bảo là Pan nó kinh, đúng là con Pan nó kinh thật. Nhưng mà gặp một con Egypt nó kích 10.5. Một con Egypt kích 10.5 và đánh thủ. Thủ dẻo, thủ khéo. Thì bây giờ người ta đưa được về thế trận dài hơi. Mà khi mà về được dài hơi rồi thì sức mạnh con Egypt nó sẽ rất ghê gớm. Trận gỗ 2 sẽ đã lên xong, tôi đang chờ cái đầu máu. Đang chờ đợi cái đầu máu. Đây rồi, đây là BC. Kéo dài trận đấu, đó là cái mục tiêu tới từ game thủ chim sẻ.
đến một cái ngưỡng sức mạnh của con Aegis. Ngưỡng sức mạnh của con Aegis tức là gì? Tức là có đầu máu và đánh tham to, tham càng to và full công nghệ luôn, có cả đầu máu, cả cái giáp 4 dành cho những con cung R nếu như cần, và cả những cái công nghệ dành cho con sọc đơn. Rồi ba con phù làm ba con lạc đà quay lại trả sát thương và bắt hết chỗ quân này luôn. Được mấy con? Nó sao được có một con? Ảo à? Như vậy được hai con, ba con phù của sẻ được hai con lạc đà, được hai con nhưng làm gì có chuyện được có con. Bên kia cũng là bốn tay phát triển nhưng mà cầm con Pan phát triển không dễ. Luôn nhớ cầm con Pan Pan phát triển không hề dễ tí nào, còn ở bên này sẻ khỏe nguyên không mất dần. Thi thoảng bị loạn loạn một tí tí thôi nhưng mà bắt được khá nhiều quân của đối phương rồi, đổi lại thì vẫn cứ là lãi, vẫn cứ là ok. Tham 58/76 kích giáp 4 cho cung G, đảm bảo không bị những con lạc đà chém chết luôn. Ở bên kia lắm ruộng lắm nhá, từ từ nhá, trận này chưa thế nào đâu. Trận này nhìn màn hình máy của sẻ là tươi ở đấy nhưng mà chưa chắc ăn đâu nhá. Vâng, có đen con lạc đà này không? Nếu không đen thì con lạc đà này sẽ mất màu và đúng là bay màu ngay. Bên kia đang đánh theo kiểu móc, một cái đơn vị quân đứng ở dưới bản đồ móc xuyên qua cánh rừng thông, một đơn vị quân từ nhà của người cầm Pan sang. Mà sẻ thì đang rất nhiều tay, quá nhiều tay. Đầu máu xong, giáp 4 xong, mà lại là chim sẻ nắng cầm cùng R. Các bạn là mà phù thủy trong tay sẻ nó có cái độ ảo ma. Đây là một tình huống mà Chavi và đấu thẳng luôn dành cho game thủ chim sẻ khi mới chất quân. Bây giờ thì nó khỏe hơn hẳn luôn. Tầm này có khi bỏ phù luôn cũng được, nhưng là không cần đến phù thủy nữa. Nhưng mà thôi cứ đánh cả phù cho nó chắc, mình là người nhiều tay mà, tội gì. Mình cứ phù cho nó chắc chắn. Không, vẫn cần phù đấy, vì tham lai giờ cũng chỉ là 62 thôi. Tham lai chưa đảm bảo cho một trận thắng lắm dành cho game thủ chim sẻ. Nên là mình có thêm phù, mình đút đít, mình phù những con lạc đà của đối phương và quay lại trả sát thương thì nó đảm bảo hơn cho một chiến thắng. Giật giật, và tỷ số là 8-4 dành cho game thủ chim sẻ. Pan không làm được gì, không làm được gì. Bên kia bài 1L3A, nhưng bên này là sẻ. Dẻo phù của Egypt, nó phải thế. 26-17, 8-4. Và bây giờ mọi trận thi đấu sau đều là chung kết dành cho cặp đôi phủi 2K1 và Lê Chí Linh. Như vậy là bên kia có những trận Pan thắng nhưng cũng sẽ có những trận Pan thua. Ngày hôm nay thua 2 trận Pan rồi.